Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, năm nay 35 tuổi và công việc của tôi là decor cơ khí ra những mô hình động vật. Mình là một người rất là thương yêu động vật và lúc đó mình sẽ nghĩ sao mình không làm những cái mô hình động vật bằng kim loại luôn. Cái ý tưởng thì mình cũng có học hỏi bên nước ngoài, lấy những kỹ thuật của mình trước giờ, tìm hiểu thêm những mô hình động vật hoặc là những con vật thật. Mình thấy cái dáng con nào mà cảm thấy nó đẹp nhất đó, thì mình sẽ bắt đầu mình lấy cái dáng đó mình về mình làm ý tưởng mình thiết kế ra. Phụ kiện mà mình ráp được thật sự rất là nhiều. Có những chi tiết của xe máy nè, và những cái chi tiết của xe hơi, và có những chi tiết như là cái khoen cửa hoặc là cái vòng sắt. Trước tiên là mình phải lên cái bản vẽ 2D, sau đó là mình lên một cái khung 3D coi nó tỷ lệ nó phù hợp chưa, và bắt đầu mình sẽ lấy tiền phụ kiện mà mình gá vào. Và những cái phụ kiện đó mình phải chế cháo lại rất là nhiều để cho nó phù hợp với cái tỷ lệ và cái hình dáng, cũng không phải là gắn vào được liền đâu. Nhiều lúc là mình nghĩ trong đầu gắn vào sẽ đẹp, nhưng mà có một số trường hợp mình gắn vào nhưng mà nó không đẹp thì mình lại tháo ra, rồi mình phải tìm chi tiết khác mình gá vào để cho nó có thể đẹp nhất. Cao nhất là cái bố cục sắp xếp của nó sao cho nó có hộp. Sắp tới sẽ có những cái phiên bản đặc biệt của cái mẫu tắc kè này, có thể là những khớp chân có thể cử động được, đuôi cũng có thể cử động được.